trong cuộc trò chuyện phiếm của chuyện đêm muộn ngày hôm nay thì có một nhân vật mà thì minh cũng phải chọn mặt gửi vàng uh, diễn viên minh tiệp xin chào anh ạ uh, xin chào quý vị các bạn xin chào minh có một tình hình như thế này thì minh uh, hiện tại 30 tuổi sang nay là năm thứ 31 và so với tuổi của phụ nữ Việt Nam là tương đối cao mà chưa có chồng cho nên là và thấy anh thì có vẻ là người chồng mà nhiều người phụ nữ Việt mong muốn chắc là anh có nhiều bí quyết bây giờ cuộc nói chuyện ngày hôm nay chỉ nhằm mục đích là nhờ anh chỉ cho bí kíp giúp cho thì mình có thể chọn được một tấm chồng tôi cũng rất là vui vì khi được mời tham gia chương trình này và tôi có cảm giác như bây giờ tôi đang là một chuyên gia về tâm lý nhiều hơn là một diễn viên đúng không ạ à, thật ra thì lúc đầu khi mà được lời mời của đạo diễn ấy thì tôi nghĩ rằng là uh, chủ đề có thể là cách chọn vợ khuyên những đấng mày râu nhưng hôm nay tôi lại nghe chủ đề là cách chọn chồng nó cũng hơi khó À, tuy nhiên thì với cái kinh nghiệm à, gọi là tình trường của tôi tôi biết là câu này mà thu ra thì vợ tôi cũng sẽ rất là khó chịu mà sự thật nó rất là phụ phàng thì mình vẫn đã nói thôi là với kinh nghiệm tình trường nho nhỏ thì tôi thấy là tôi cũng đủ một chút kiến thức để có thể chia sẻ với cả những bạn đang định lấy chồng và và đặc biệt là với minh mà chắc là vì minh kén quá thôi đúng không thế thì bây giờ câu hỏi đầu tiên là anh nhìn thấy thùy minh một người phụ nữ tôi không biết trong đầu anh nghĩ gì em nghĩ là tôi sẽ thích một người đàn ông như thế nào để lấy làm chồng thích một người như thế nào để lấy làm chồng thật ra thì nói thì nói vui nhưng mà cũng nói một cách gọi là khách quan nhất có thể thì thật ra thì đối với cá nhân tôi thì trong chuyện tình cảm thì nó cũng có rất là nhiều những cái thái cực và những cái quan điểm khác nhau về chuyện mà mà chọn vợ chọn chồng với tôi thì tôi nghĩ rằng là việc đầu tiên là phải tình cảm tức là mình phải cảm thấy có sự rung động là cái việc đầu tiên về sau đó mới là tính những vấn đề về lý trí với cái xã hội bây giờ tôi nghĩ rằng cái lý trí cũng là một cái điều rất là quan trọng trong cái việc lựa chọn một người chồng hay là một người vợ theo quan điểm và theo nhãn quan chủ quan của tôi tôi nghĩ rằng là minh sẽ chọn một người như tôi làm chồng nếu như tôi chưa lấy vợ cái <laughs> này là về hai điểm cho sự tự tin Nhờ hỏi vui một chút thôi nhưng mà uh, thì mình có hỏi một câu là một người như thế này thì chọn một người chồng như thế nào bởi vì thấy là quan điểm của chúng ta luôn là tôi như thế này thì tôi muốn một nửa kia của tôi như thế nào Tôi cũng thấy có một cái câu chuyện rất là lớn về hôn nhân mà tôi đọc được. Tức là một người đàn ông có tâm sự với bố của mình là con bây giờ con yêu một cô này, bây giờ đến lúc con phải cưới rồi. Nhưng bố ơi con sợ lấy vợ quá. Con sợ rằng cuộc sống hôn nhân sẽ phá hủy tất cả. Thì ông bố có nói rằng con không lấy vợ để cho con mà con lấy vợ bởi vì con muốn dành tất cả những gì con có cho người kia. Tức là chúng ta hay ích kỷ mà thấy là ta hợp với người này ta hợp với người kia nhưng có phải câu chuyện quan trọng là là đến lúc đấy ta quên bản thân mình một trong những tiêu chuẩn để chọn chồng đầu tiên là phải quên là tôi cần lấy chồng mà phải nghĩ đến người đàn ông nào đấy cần lấy vợ không thật ra thì tôi rất thích một câu của James Cameron là đạo diễn phim Titanic ấy. ông à, còn một câu rất là hay là dịch tiếng Việt tức là tình yêu và hôn nhân là một đại dương và chưa một ai tìm được ra một cái la bàn để định hướng cho nó uh, hôn nhân cũng là một hạnh một, một cái sự hạnh phúc nhưng cũng là một sự may mắn tôi bây giờ với nếu như bây giờ tôi là một ông già 70 tuổi mà mình hỏi tôi về kinh nghiệm tình trường và hôn nhân chắc là tôi sẽ tự tin hơn nhưng bây giờ tôi cũng mới có 4 năm ở bên cạnh vợ tôi cũng chưa có điều gì có thể nói trước được tất nhiên chúng tôi sẽ hạnh phúc mãi mãi rồi đúng không ạ <laughs> tuy nhiên thì với 4 năm thì tôi nghĩ rằng chưa đủ hoàn toàn nhiều kinh nghiệm để có một lời khuyên khách quan nhất tốt nhất có thể nhưng mà theo quan điểm chủ quan cũng như là những cái gì mà tôi đã va chạm rồi và những cái gì mà tôi đã quan sát về những người mà tôi đã quan sát xung quanh ấy thì tôi thấy rằng là uh, yếu tố may mắn vẫn có ở trong đó. người ta nhắc đến nhiều cái đối trọng giữa đàn ông Tây và đàn ông Việt uh, rất là nhiều nữ ca sĩ hay người nổi tiếng nói rằng là thực ra đàn ông Việt vẫn là nhất nhưng mà cũng có nhiều người nói rằng là không đàn ông Việt càng ngày càng xuống cấp bản thân anh anh tự tin là anh tôi hỏi là tôi nên lấy ai anh nói là tôi nên lấy những người như anh anh nghĩ thế nào về về cái quan điểm của những người phụ nữ xung quanh mà anh đã từng nghe đã. Thật ra khi đã yêu ấy, thì cái gì cũng là nhất Mà khi đã không yêu ấy, thì cái gì nó cũng là tệ Khi đã yêu thì tôi thật bạn là cái gì nó cũng là number one hết Anh thật là tuyệt vời Anh có hát xì hơi, thì tiếng hát xì hơi anh nghe nó thật là dễ chịu Nghe nó thật là manly Rồi anh có ngáy thì sắp tính ngáy của anh nó cũng lãng mạn thế Nhưng mà khi ở với nhau rồi thì chỉ muốn đạp ra khỏi giường Mà anh ấy như là một con bò giống Ví dụ như vậy đúng không ạ Khi đã đẹp ấy, khi tình yêu nó đã đến đã đẹp thì cái gì cũng đẹp còn nếu mà sự so sánh như mình vừa đưa ra thì cũng là một sự so sánh nó cũng rất là hay. Có những người thì quan niệm là đàn ông Tây rất là đẹp. Có những người quan niệm thì đàn ông châu Á cũng có cái hay. Ờ, với tôi thì tôi nghĩ rằng là là, là, là là cái điều quan trọng nhất như tôi vừa nói lúc nãy là phải là có tình cảm. Nhưng có chuyện là dạo này đàn ông Việt... Đẹp hơn đàn ông Tây. <laughs> không bị phụ nữ che không? Tôi thấy ví dụ như là hồi xưa Ờ, giả sử tôi không gặp những người đàn ông nước ngoài tôi thấy thôi anh là nhất nhưng mà sau này tôi gặp thêm người khác thì tôi thấy là tôi không nói là người này hơn người kia nhưng tôi thấy có sự khác khác ở chỗ là hồi xưa đi ăn với anh có khi tôi không phải trả tiền nhưng bây giờ thì có thể tôi nên nghĩ một chuyện là nếu sau này không muốn là lúc nào anh cũng bắt rửa bát thì tôi cũng nên nghĩ một chuyện là chia đôi cái hóa đơn khác ở chỗ là hồi xưa thì tôi cũng cút cút tôi đi theo anh anh đi trước tôi đi sau nhưng bây giờ tôi biết rằng là người đàn ông đứng trước cửa thì phải mở cho người phụ nữ đi qua Hay lên cầu thang, đàn ông là đàn ông châu Á là phong phong dẫn đầu đi trước Nhưng mà thực ra mà nói là đàn ông châu Âu thì luôn đi sau Bởi vì nếu phụ nữ mà trượt chân ngã thì đỡ được luôn là Nhân vô thập toàn, không có ai là toàn diện cả Mỗi một người sẽ có một ưu điểm và khuyết điểm, không có ai là hoàn thiện Đàn ông châu Âu và Đông Âu họ có những cái hơn đàn ông châu Á rất nhiều nhưng cũng không có nghĩa là hơn hoàn toàn và ngược lại đàn ông châu á và đông nam á cũng có những cái hơn đàn ông châu ở đông âu đúng không cái điều quan trọng cuối cùng ấy là cái người phụ nữ cái cảm giác của người phụ nữ đúng không ạ khi mình đã có tình cảm với tôi thì dù tôi có là gốc ở đâu thì mình vẫn có tình cảm với tôi đúng không còn khi mình đã không còn tình cảm thì dù bây giờ tôi bảo là tôi mới lắp thêm chân cao một m chín rồi tôi đã đổi giống sang đông âu và châu âu thì chắc chắn là mình cũng không thể cảm thấy cái quan trọng là tình cảm cái cảm xúc anh thì nhắc đi nhắc lại tôi nhớ là bốn lần cái chữ tình trường nên bây giờ tôi đành phải hỏi về tình trường của anh tôi nghĩ là anh đưa cho tôi một cái dấu hiệu để tôi phải hỏi một cái câu về tình trường đấy tôi không ngại nói người ta nói rằng là như anh nói anh nói về sơn của cái tủ phải dùng thử mới biết tủ tốt hay không đúng theo anh thì trong tình trường của anh anh thử đến bao nhiêu lần để anh quyết định mua cái tủ Uh, tôi cũng bỏ qua chắc là cũng một số tủ thôi <laughs> cũng không nhiều lắm định nói là nhiều <laughs> trong đấy cũng có rất nhiều những cái tủ tốt trong đấy cũng có rất nhiều những cái tủ mà nước sơn nước sơn không được đẹp nhưng mà chất lượng gỗ tốt và trong đấy cũng có rất nhiều những cái tủ mà có cả sơn tốt và tủ tốt tuy nhiên thì cũng có thể cái tủ nó không muốn về nhà tôi kê ở nhà tôi và cũng thể tức là có cả hai chiều tôi cũng thất bại nhiều trong tình trường chứ tôi cũng đã từng tỏ tình nhiều và tôi bị thất bại và tôi cũng may mắn là tôi cũng có được được một số bạn gái và và cuối cùng không, không, không có cái duyên không đến được với nhau à, tôi nghĩ rằng là đàn ông thì ai cũng có nhiều hay ít và để trong lòng nó như thế nào và 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 chia sẻ nó ra sao với vợ của mình bây giờ anh vừa chia sẻ về tình trường của anh nhưng mà cái này thì mình hỏi thật đàn ông có để ý và có quan trọng đến việc vợ mình hay người yêu mình cũng có một cái tình trường rất là gọi là dày dặn không ạ? Nếu như tôi chưa lấy vợ, tôi cũng đã từng đưa quan điểm là thà mình lấy một người vợ. Có thể là cô ta có đã từng yêu rất nhiều người nhưng khi về bên mình là của mình. Chứ không thể nào mà lấy mình, ôm mình những đêm lại nghĩ đến thằng khác. Đúng không ạ? Mà cái, cái nghĩ đến thằng khác còn đau hơn là đi ngoại tình với người khác bởi vì cái khổ nhất là ngoại tình trong tư tưởng. Tôi thì tôi thấy rằng là là tất nhiên là không còn gì bằng nếu như lấy một người phụ nữ rồi họ cũng chỉ trải qua được hai ba mối tình thôi chứ vài chục mối tình thì nó cũng hơi quá đúng không ạ thế nhưng mà mà còn gì bằng nếu mà mà quan trọng nhất là khi ở bên nhau và hạnh phúc và tôn trọng cuộc sống của nhau để điều quan trọng nhất mọi người đều biết cái câu là hôn nhân là một cuốn tiểu thuyết mà hai nhân vật chính chết ngay trang đầu tiên anh đã có 4 năm làm thế nào mà cái người chồng lúc nào cũng là là như người ta gánh khó nhất là người chồng mà như bạn trai ờ uh tôi có đọc thêm một cái điều này nữa cũng rất hay từ ông uh, uh, jokling là người đức là khi tình yêu một trăm khi lấy nhau tình yêu chỉ còn tám mươi khi bắt đầu có bầu tình yêu chỉ còn sáu mươi khi đứa con đẻ ra tình yêu chỉ còn là bốn mươi phải khi đứa con lớn lên tình yêu chỉ còn là hết hai mươi và hết tức là gì uh, người ta phải nói rằng là con chăm cha không một bà chăm ông khi hết tình yêu thì nó sẽ còn lại là tình nghĩa cái duy trì còn lại là gì là đến gia đình đến con cái nghĩ đến gia đình nghĩ đến con cái và tạo ra cho nhau những cái mới mặc dù đấy là lý thuyết rất là khó rất là khó bởi vì khi các bạn đến với nhau thì tình yêu sẽ rất là tuyệt vời nhưng khi lấy nhau thì bạn biết rồi cũng có rất nhiều câu là gì hôn nhân là kết thúc của một mối tình còn nhiều bạn trẻ thì nói là anh ạ hôn nhân nó như một cái nhà vệ sinh thằng ở trong thì muốn ra thằng ngoài thì muốn vào tất nhiên là đấy tôi xin lỗi nó hơi thô tục một chút về cái sự ví dí dỏm của các bạn trẻ thế tuy nhiên thì bây giờ tôi cũng không dám mạnh mồm tôi ngồi đây là tôi cũng chỉ chia sẻ với minh thôi Tôi không dám đưa lời khuyên Nếu như 50 năm nữa mình gặp tôi Thì tôi sẽ tự tin hơn Còn bây giờ thì cuộc sống còn ở phía trước Bây giờ tôi rất là cần anh mạnh mồm oh, anh mạnh mồm. Tất nhiên là tôi sẽ nói ngay là tôi sẽ rất hạnh phúc Và ta, ta phải thế này thế kia rồi Nhưng mà tôi nghĩ không, là không, Tôi muốn anh mạnh mồm về chuyện là Anh tự đánh giá anh làm người chồng như thế nào Trung bình Tại sao lại trung bình Bởi vì là nếu mà ngày nào về Mà vợ tôi cũng cười thì tôi mới là mới là perfect nhưng mà thường thì trong 10 ngày Thì phải đến 3 ngày vợ tôi có nhăn nhân mặt. Nhưng mà nhân bởi đấy là 3 ý. ngày nó ít, thật ra là cũng 7 ngày là nhân. <laughs> Nhưng mà nhìn về ngoài tôi sẽ thấy anh có một nghề nghiệp hấp dẫn. Đúng không ạ? Một người đàn ông mà làm diễn viên rồi có công ty riêng rồi làm nhiều thứ khác, đặc biệt là cái vai trò diễn viên là anh đã hóa thân rất là nhiều nhiều người đàn ông ở trong đó rồi. Anh cao to, đẹp trai một quần đỏ. Đúng không? Ạ? <laughs> um, <Cao> anh đỏ. <laughs> anh nói ăn nói khéo léo anh từ nãy giờ cũng phải đọc bảy câu ngạn ngữ đọc nhiều sách biết nhiều lúc nào phụ nữ cũng đòi một người đàn ông hoàn hảo và anh cũng tương đối hoàn hảo nhưng mà nó có khác không khi anh là một người đàn ông có nhiều người phụ nữ nhìn vào chưa ai sở hữu anh hay là gọi anh là chồng cho đến lúc anh trở thành người chồng cái sự hoàn hảo của anh tăng giảm như thế nào thật ra thì uh, tôi nghĩ rằng là tôi lại thích một câu nữa trước khi tôi nói câu này cũng là của James Cameron là sự diễn xuất đằng trước ống kính chỉ bằng một phần mười so với sự diễn xuất đằng sau ống kính tức là tất cả những gì chúng ta phản ánh trên phim ảnh truyền hình cũng là chúng ta phản ánh về đời thường về cuộc sống phim hay là nó phản ánh cách chân thực nhất đúng không ạ các bạn thấy xem phim các bạn thấy nó đời tức là nó phản ánh rất chân thực cuộc sống à, và bất kỳ một ai cũng là một diễn viên trong cuộc sống này hết bất kỳ một ai không chỉ có điều là diễn ít hay diễn nhiều và diễn với ai ở cấp độ nào hay không thôi còn tôi nghĩ rằng ai cũng diễn và tôi nghĩ rằng tôi đang diễn trước truyền hình. Chắc chắn là có những cái chuyện bí mật và thậm chí là không được hay ho lắm của tôi. Thì tôi lại phải cất đi chứ. Tôi phải nói những cái điều hay nhất chứ đúng không ạ? Ờ, tuy nhiên thì uh, trở lại với câu hỏi của Minh. Thì tôi nói Trung Bình là không hề khiêm tốn hay là không hề nói quá. Đấy là sự thật. Tôi có rất nhiều khuyết điểm mà tôi không thể chia sẻ được với Minh ở đây. Nhưng tôi sẽ chia sẻ một số khuyết điểm của tôi. Thứ nhất, tôi rất đam mê thể thao đam mê đến nỗi mà đôi lúc là đã nghĩa tối về đưa vợ đi chơi thì về muộn đam mê thứ hai thích ngồi nhậu với bạn bè trong tình trạng là một tuần thì hai ngày cuối tuần về là tình trạng mồm rất nhiều bia rượu thứ ba vợ tôi không thích đi ba thì tôi lại rất thích đi ba đúng không ạ thế thì rõ ràng những cái điều đấy tôi tự thấy tôi kiểm điểm và tôi, tôi là một người đàn ông trung bình cái điều thứ tư nữa là tôi nói vợ tôi khi tôi chưa cưới là tôi nấu rất ngon nhưng khi về nhà tôi nấu rất bình thường còn vợ tôi ảo tưởng với tôi đó là cũng là cái điều mà tôi nghĩ rằng là các bạn trẻ bây giờ cũng nhìn từ tôi ra thì tôi mới thấy rằng là tốt nhất khi yêu nhau và tìm hiểu nhau không nên đưa ra những cái gì nó quá đẹp về nhau thì nó sẽ bền được đấy cũng là cái lý do đầu tiên và cũng là cái phương châm của tôi đầu tiên khi với vợ tôi nếu các bạn có 10 đồng thì các bạn hãy nói với bạn gái các bạn là anh chỉ có 5 đồng. Nếu các bạn có 5 thì các bạn nên nói là các bạn có 2 đồng. Còn nếu các bạn có 2 đồng thì các bạn nên bảo là anh đang không có gì cả. Thì cuộc sống sẽ rất là đẹp. Khi mà đàn ông, khi mà người chồng thấy có cái sự thất vọng của người vợ rồi thì anh ta tiếp theo làm gì? Mặc kệ. Tôi cũng chưa rơi vào cái tình trạng đấy. Không, như anh vừa Tôi nói không vợ anh có có thất vọng là về chuyện anh hay đi à có anh. chứ có chứ thì thế cho nên tôi mới nói cái vấn đề là cái sự chia sẻ thông tin cái nhu cầu chia sẻ và cái sự lắng nghe nữa. Ờ, nói thì nói thế tôi tôi vẫn phải sửa ờ, cái quan trọng hơn nữa là cái sự chia sẻ cái sự đồng cảm mỗi người chịu một nhịn một chút vợ tôi bảo thôi đấy là sở thích của anh ấy mình đồng ý cho anh đi chơi anh ấy thích bạn bè thì mình đồng ý cho anh bạn bè thì mình cũng phải nghĩ lại về mình đôi lúc ấy tôi cũng phải chia sẻ với chị em phụ nữ đây là kinh nghiệm nho nhỏ mà vợ tôi đang làm được nhưng mà tôi nói này lộ hết rồi có rất nhiều cách quản lý đàn ông nhưng mà các bạn đừng bao giờ nghĩ rằng là các bạn cầm điện thoại của đợt chồng lên mà nói là ai nhắn tin đấy anh đang ở đâu đấy anh làm gì đấy chưa chắc đã là hay đâu nhiều lúc mình cho thoải mái lại là một cái hay tức là không quản lý nhưng thật ra là trong khuôn khổ nhưng mà cũng rất là khó để biết vì là đàn ông và phụ nữ luôn là hai thái cực đàn ông thì nghĩ là phụ nữ như thế này nhưng mà phụ nữ lại nghĩ ngược lại những cái khác nhưng mà, mà có một cái điểm chung mà mọi người thường hay nói đó là phụ nữ hay trông chờ đàn ông một sự nghiệp nhất ừ. là trong việc uh, chọn chồng uh, những cái chuyện tôi nghĩ chuyện anh nấu ăn anh nấu ăn giờ chắc là vẫn tha thứ được anh đi nhậu một tí cũng có thể tha thứ được nhưng mà nếu mà anh không có một sự nghiệp để tôi có thể trông chờ để chia sẻ thêm một chút tôi cảm thấy đây là một cái điều rất là rất là gọi là mang tính á đông người đàn ông lúc nào cũng phải giữ một cái trọng trách rất là quan Chúng trọng gia trong đình. gia đình nên là người phụ nữ trông chờ vào cái điều, điều đấy. Và đặc ừ. biệt là khi tôi yêu một người đàn ông bình thường thì không sao nhưng khi tôi nghĩ đến chuyện lấy anh ấy thì tôi lại phải đong đếm chuyện đó. Ừ. Đây có phải gánh nặng của anh? Tôi thì tôi nghĩ rằng là không chỉ riêng đàn ông châu Á đâu, tôi nghĩ toàn bộ đàn ông trên thế giới. Họ đều phải có một cái sức nặng và cái sức nặng đấy thì nó còn phụ thuộc vào cái thuần phong mỹ tục khác nhau. Cái sự thể hiện nó sẽ khác nhau. Còn đều chung một cái nội dung cả. Là đều là người trọng trách của gia đình. Ờ uh, chính vì như thế, phần đầu chương trình tôi cũng có đề cập và tôi cũng có nói qua. Tức là chúng ta hạn chế giảm thiểu tối đa việc tạo hình ảnh quá sáng cho nhau. Uh, để dẫn đến những cái hậu quả nó không lường. Rất nhiều những người đàn ông tôi biết thậm chí là thuê thuê xe ô tô, mượn nhà tạo ra một cái sự nghiệp ảo, mục đích là gì? Bằng mọi cách để có được người phụ nữ đó. Và người phụ nữ đó thì rất là mềm lòng và đã ok, như vậy là tuyệt vời. Và thậm chí người đàn ông có khi như tôi nói là trong tủ có khi 10 đồng mẹ nói vốn là 100 đồng. Phụ nữ đôi khi là cũng đem chồng ra so sánh với nhau nữa. Thích một người chồng gia đình căn bản này hay là sự nghiệp vững vàng này. phải trông phong độ này Phải tốt với bạn bè của anh ấy và bạn bè của mình này Tức là có quá nhiều tiêu chuẩn Mà chính người phụ nữ đặt ra Mình nói một điều rất đúng Mà tôi nghĩ rằng là hoàn toàn là đấy Tiên trách kỷ hiệu trách nhân Lỗi là do mình trước đầu tiên Tôi nói lý trí là gì? Lý trí ở đây chúng ta không nghĩa là chúng ta hoàn toàn là chúng ta dùng một lý trí để lấy chồng. Nhưng nếu để đặt lên bàn cân, bởi giữa một người tình và một người chồng thì các bạn phải xác định khác. Một người tình chưa chắc đã là một người chồng tốt. Và ngược lại một người chồng tốt chưa chắc đã là một người tình tốt. Nhưng chúng ta phải nhìn đến một yếu tố xa hơn, nhất là phụ nữ cần phải nhìn. Là ngoài yếu tố làm chồng thì anh ta có yếu tố làm bố của đứa trẻ khi mình sinh ra hay không? Phẩm chất đấy được nhìn thấy từ đâu? theo quan điểm của tôi thì tôi cũng được đúc kết từ những người đi trước, từ những người hạnh phúc đi trước. Muốn biết anh ta là như thế nào thì hoàn toàn rất là khó. Nhưng một phần để nắm bắt được là việc đầu tiên anh ta sống với gia đình anh ta như thế nào. Họ không thật tốt với những người thân của họ trong gia đình họ, họ không tốt với bố mẹ, với anh chị họ thì không bao giờ họ tốt được với mình. Đấy điều chắc chắn. Và cái thứ hai nữa là xem cái cách ứng nhân xử thế với của bạn bè của anh ta. Vì bạn bè anh ta là một phần nào tấm gương của anh ta. Mưu tầm mưu mã tầm mã. Thì cũng hiểu rất là một phần. Nhưng nếu mà bạn nào đến mức mà mù quáng là em không cần biết anh là người như thế nào, điều quan trọng là em yêu anh. Bạn sẽ có được một cảm xúc mà hơn rất nhiều những người khác là cảm xúc thăng hoa thì rõ ràng đó là một phần không nhỏ là do lỗi của bạn. Nếu mà giả sử chúng ta có một cái danh sách gạch đầu dòng những cái tiêu chuẩn mà một người phụ nữ nên tìm kiếm ở đàn ông. Anh với tư cách một người đàn ông, một người chồng, anh có thể đại diện đưa ra vài ý kiến không ạ? Ờ uh thì tôi chắc là tôi nghĩ rằng là cái gạch đầu dòng của tôi sẽ không chính xác như tôi vừa nói với Minh chắc chắn là tôi phải tầm 60 tuổi đấy tôi phải nói là ít nhất là 70 tôi mới dám gạch đầu dòng được thế nhưng còn uh, theo cái nhãn quan khách quan của tôi thì tốt nhất là đấy gạch đầu dòng đầu tiên là phải có tình cảm nhưng mà gạch đầu dòng thứ hai là trong tình cảm thì vẫn phải có lên lý trí chứ đừng nên hoạt đặt hoàn toàn tình cảm thì mình sẽ rất dễ bị 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 uh, có những cái về sau mà mình không mong muốn tình cảm đây tức là gì tức là mình yêu một cách cuồng si và cuồng dại ta đã yêu một cách gọi là hết mình để rồi cuối cùng là mình quên đến mức rằng là thật ra thì cái giá trị thật sự của cuộc sống và cái người đàn ông thật sự trong cuộc đời của mình là người như thế nào. Có rất nhiều anh hùng, rất nhiều người tài có xuất phát điểm rất bình thường. Và ngược lại, cá nhân tôi, tôi đã từng chia tay chủ động chia tay một người bạn gái mà tôi buồn hơn người ta. Khi mà chia tay về thì sau hơn một tháng là người ta quên. Tôi phải đến gần 3 tháng tôi mới quên được Bởi vì sao? Bởi vì là tôi rất vui khi ở bên cạnh bạn ấy Rất vui Không còn gì bằng Tức là hai người rất hoàn hảo Nhưng mà khi mình ngồi tỉnh táo lại Để mình bắt đầu đặt lên bàn cân rằng là Là một người vợ Và còn là một người mẹ nữa Thì lại là vấn đề hoàn toàn khác Thì tôi cũng hơi lý trí một chút Tôi đành phải chấp nhận cái việc là chủ động chia tay Nhưng mình lại buồn hơn Cái hậu quả là như vậy thì thì bây giờ minh bảo tôi gạch đầu dòng thì khó rất là khó để đưa ra một cái chuẩn mực ở ừ, quan trọng nhất là minh phải cảm thấy hợp còn cảm thấy có tình cảm đấy là điều quan trọng nhất ừ. không như tôi hiểu ý của anh tức là cái gạch đầu dòng mà tôi không mong chờ thì anh lại đưa ra đó là thực ra chúng ta cũng nói đến vấn đề đó rồi là khi mà đã xác định là một người chồng thì phải nhìn thấy anh ta nhiều hơn là chỉ là một người tình hay là một người đàn ông mà ừ. phải là một người cha của Được. những đứa trẻ sau này nữa Thì tôi nghĩ là cái điều này giúp cho phụ nữ nhận ra rất nhiều điều Bởi vì nhân vô tập toàn mà không có ai là toàn diện Nhưng nên tránh một tuyết đàn ông này thì nên tuyệt đối tránh Một thôi à? Một tuyết người mà tôi nghĩ rằng là tôi đã chứng kiến và tôi đã thấy rằng là 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 là, là cũng rất là tệ Dùng ừ, một từ nó cũng hơi nặng nhưng mà đúng là tệ thật Tức là họ tiêu chí là họ muốn lấy một người phụ nữ giàu Muốn lấy một người phụ nữ mà đem lại cho họ chức danh quyền lợi, quyền lực muốn lấy một người phụ nữ mà đem lại cho họ sự nổi tiếng muốn lấy người phụ nữ mà đem cho họ lại nhiều tiền bạc mà họ không cần phải lao động thì có những tuyếp người đàn ông như vậy và những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin hoặc là những người phụ nữ mà cũng vì một lý do nào đó mà muốn lấy chồng để gửi gắm cuộc đời của mình cho những người đàn ông như vậy thì nên tránh bởi vì là 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 đối với những người đàn ông như vậy thì thì vụ lợi như vậy thì thì không có gì đáng để mà chúng ta phải giữ phải trân trọng ở công ty tôi các bạn trẻ các bạn là cứ đi chơi mà bạn trai nào mà đến đoạn tính tiền cứ đi rửa tay với cả đi ra ngoài nghe điện thoại Thì đấy là một cái ví dụ rất nhỏ nhưng cũng để phản ánh cái tính cách rất là nhiều Tất nhiên là nó là một cái chuyện là rất là đời, rất là trẻ con thôi Nhưng mà các bạn trẻ nhiều lúc quan niệm cũng rất là đúng Hoặc là những cái trách nhiệm rất đơn giản là ngày Valentine thì lúc nào cũng mua là cái gì cũng phải tính Thế rồi như là ngày lễ tình yêu ngày mùng 8 tháng 3 phải tính cái gì là mua cái gì là phải tính rất kỹ là mua này bao nhiêu như thế nào Chi ly quá đàn ông Đối với tôi thì tôi kịch liệt phản đối đàn ông mà chi ly, chi ly đong đếm bởi vì là tôi lại thích là đàn ông có một chút nó hơi phong trần Hơi phóng thoáng Có thể hơi bừa bãi một chút không sao Tôi đang nói cho tôi mong là vợ xem vợ thông cảm với chồng hơi bừa bãi vợ bỏ qua Nhưng mà hơi bừa bãi một chút Hơi phong trần một chút Thì hay hơn là quá chi ly quá trau chuốt Và cẩn thận cho một cái gì đó Tôi cũng đồng ý với anh Từ nãy giờ anh Chúng ta nói chuyện anh có mang cái bút nào đây không? Tôi mượn tôi ghi chép lại hết Tại vì đúng là hôm nay gọi là cẩm nang chọn chồng chọn người yêu nói chung nữa chọn những người đàn ông xung quanh mình xin được cảm ơn anh đã đến với chương trình và xin được cảm ơn khán giả đã theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi